giải trong ngày hôm nay ạ. Lễ phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Em vẽ ước mơ của em lần thứ 10 vừa được diễn ra tại trường tiểu học Ngô Thí Nhậm với sự tham gia của hơn 200 em nhỏ đến từ các địa bàn trên thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho các bạn nhỏ tham gia vào cuộc thi này, ban tổ chức đã tài trợ 12.000 bộ chì màu và 120.000 tờ giấy vẽ miễn phí. Đây là một trong những cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi có quy mô lớn và có sức lan tỏa rộng rãi. Có những cái ước mơ rất là đáng yêu, có những ước mơ nhỏ bé nhưng có những ước mơ rất là to lớn và nó thể hiện cái hoài bão, cái mong muốn của tuổi trẻ, của tuổi thơ đối với thế giới tương lai. Thì trong suốt quá trình tổ chức cuộc thi thì đã rất là nhiều lần ban tổ chức và ban giám khảo thực sự ngỡ ngàng trước những cái tác phẩm của các em. Chương trình cũng mang lại những cái niềm vui cho các cháu học sinh, qua đó cũng phát hiện những cái tài năng và cũng thể hiện cái ước mơ hoài bão các cháu. Từ đó thì những người làm giáo dục như chúng tôi thì sẽ có những cái định hướng, sẽ quan tâm nhiều hơn nữa tới các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật như thế này. Không phải chỉ là thành phố thôi, mình sẽ cố gắng tương lai sẽ tổ chức tại các miền Bắc, miền quê Việt Nam. Hy vọng càng nhiều em bé có thể vẽ ra ước mơ của bản thân và có thể vẽ ra hy vọng tương lai của Việt Nam. Cuộc thi sẽ được tổ chức liên tiếp tại 6 tỉnh thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10 năm 2018. Dự kiến công bố kết quả và tổ chức trao giải trong thời gian từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi năm nay là 348 triệu đồng, bao gồm 192 giải cá nhân và 56 giải tập thể.